4 nút like của hai giám khảo đã nói lên là họ cũng rất là thích phần trình bày của em. Đó là một khái niệm rất rất là mạnh, và đội của bên chuyên ngữ bạn phải quật được cái khái niệm này, bởi vì đây là khái niệm mà đúng rất ít người phân biệt được giữa hạnh phúc và thỏa mãn. Chị rất là thích ý tưởng của Minh Tâm về môi trường, những cái này chị không cần phải nói thêm nữa. Nói như thủ tướng á, vấn đề kinh tế có thể phát triển nhưng mà chúng ta không đánh đổi nó bằng mọi giá, và đặc biệt là vấn đề môi trường. Do vậy là 10 điểm của tôi vẫn dành cho đội chuyên Hạ Long. Nếu những người trẻ của đội ủng hộ tin rằng việc tiêu thật nhiều tiền là cách giúp họ hưởng thụ cuộc sống thì họ tiêu rồi. Tiêu luôn cả tương lai của mình với những món tiền tiêu xài mà sẽ không đem lại bất cứ một giá trị tinh thần nào cho bạn. Giống như ví dụ với chai kem nền với Kendall Jenner quảng cáo mà tôi vừa đưa ra lúc nãy. Đến với hai phản biện đầu tiên lên hệ thống luận điểm của đội phản đối. Họ đưa ra một hệ thống luận điểm về việc là khi mà con người cảm giác là họ muốn mua một cái gì đấy, chúng ta sẽ có động lực để kiếm nhiều tiền hơn và từ đấy nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta, so sánh với việc một con người không biết bóc tách tiết kiệm và bần tiện và từ đấy tích rất nhiều tiền nhưng không tiêu. Hai lập luận của các bạn đã giả trên hai giả định. Giả định thứ nhất, những thứ họ mua sẽ thực sự đem lại giá trị tinh thần hoặc là giá trị vật chất nào đấy cho họ và thực sự thúc đẩy nâng cao chất lượng đời sống của họ, điều mà các bạn chưa từng chứng minh cho hệ thống luận điểm của bạn. Thứ hai, không tiêu tiền thì đồng nghĩa với việc bạn không hạnh phúc. Chúng tôi không hiểu giới hạn của hạnh phúc của bạn là gì. Tôi sẽ chỉ gói gọn lại bằng cái cảm giác thỏa mãn đến từ cái việc mà bạn đạt được những gì mà mình muốn. Vậy thì trong thế giới của đội ủng hộ, chúng tôi tin rằng bạn sẽ không bao giờ thỏa mãn được, bởi vì những thứ mà bạn đang theo đuổi đấy là những cái món đồ mà được quảng cáo bởi những người nổi tiếng, bởi chiến thuật, bởi phong trào, luôn thôi thúc bạn phải rút tiền ra khỏi túi và quyết định hộ các bạn luôn cái việc bạn có mua món đồ hay không. Tức là cái giây phút là bạn quyết định mua cái món đồ đấy, thực ra tất cả những cái thứ truyền thông đấy nó đã thầm thì ở trong đầu bạn là bạn phải mua cái thứ đấy mà bạn chưa thực sự cân nhắc lợi hại. Trong thế giới của đội phản đối, một người sống tiết kiệm sẽ luôn nhìn vào những cái thực sự thiếu trong cuộc sống của họ, và miễn sao chúng tôi thấy ổn với những gì mà mình đang có thì chúng tôi sẽ luôn luôn có cái cảm giác được tràn đầy và hạnh phúc mà các bạn đang nói đến. Điều thứ hai về cái cơ chế bài học của các bạn nói rằng một khi mà chúng ta phá sản thì chúng ta sẽ có bài học, đúng không? Chúng tôi tin rằng bài học đấy sẽ không bao giờ đến, bởi vì bài học chỉ đến khi bạn nhận ra mà bạn sai. Bởi vì nhá, khi mà bạn ở trong cái tình huống khó khăn như thế, bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng cái cảnh là nó đến từ việc là mỗi ngày bạn tiêu cho một đôi giày, mỗi ngày bạn tiêu cho một bộ quần áo, bạn sẽ đổ lỗi cho những thứ to hơn, ví dụ như là việc bạn mất việc ngay tại cái thời điểm đấy. Hoặc ví dụ nhá, khi mà một ngày bạn hết tiền, đúng không, bạn sẽ không bao giờ nhận ra rằng là bạn hết tiền là do bạn đã tiêu xài phung phí. Bạn sẽ có thể đổ lỗi rằng do hôm qua bạn vừa rơi một cục tiền ở trên đường. Thế đấy là lý do tại sao mà bạn hết tiền. Đấy là một thế giới hoàn toàn sai. Bạn không nhận ra rằng ai cũng ở trong hoàn cảnh như bạn, nhưng chỉ một mình bạn hết tiền do bạn không có lối sống tiết kiệm ngay từ trước. Và điều này dẫn đến một hệ quả mà chúng tôi có thể nêu ra từ hệ thống luận điểm đầu tiên của người một của chúng tôi. Đấy là cái lối sống tiết kiệm này sẽ chuẩn bị cho các bạn cho những tình huống bất ngờ xảy ra, ngay cả trong bối cảnh của dịch Covid-19, khi mà tất cả những nhu yếu phẩm là những thứ cần thiết thì việc theo đuổi những món hàng như là thời trang, như là giày dép, quần áo nó hoàn toàn không phù hợp nữa. Và các bạn cần phải có một lối sống tiết kiệm ngay từ trước đấy để các bạn có thể biết đường chi tiêu cho phù hợp. Và rõ ràng không chỉ ở trên một quy mô cá nhân, chúng tôi tin rằng lối sống tiết kiệm sẽ tạo ra nhiều ảnh hưởng tốt hơn lên môi trường, mà đấy là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong thế giới hiện nay. Do người trẻ là đối tượng tiêu thụ chính của xã hội nên theo quy luật cung cầu, khi nhu cầu tiêu dùng của người trẻ tăng thì cái lượng hàng hóa đương nhiên sẽ tăng theo. Và có một sự thật hiển nhiên, chúng ta đều biết rằng cái việc vận hành các nhà máy sản xuất để tạo ra những cái đôi giày, những bộ quần áo để cho các bạn sẽ tạo ra một lượng lớn rất chất thải ra môi trường, ví dụ như là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước. Chúng ta sẽ lấy một ví dụ cụ thể, đấy là theo Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc châu Âu, năm 2018, 20% số nước thải và 10% lượng khí carbon toàn cầu được sản sinh ra chỉ riêng từ ngành công nghiệp thời trang. Và rõ ràng đây là cái ngành bị chịu ảnh hưởng và được định hướng rất lớn bởi nhu cầu mua sắm của người trẻ. Và người trẻ càng tiêu thụ nhiều sản phẩm thời trang thì hệ quả lên môi trường càng nặng nề. Tính quan trọng của vấn đề này, hai đặc điểm. Thứ nhất, quá trình ô nhiễm môi trường không thể nào đảo ngược lại được. Cái thứ hai, nó sẽ để những hệ quả về lâu về dài. Chúng ta chỉ lấy ví dụ, người nào càng nghèo sống ở những vùng nước càng ô nhiễm, họ sẽ càng có dễ nguy cơ họ không thể sống ở đấy nữa, họ phải chuyển đến những khu ổ chuột sống. Và đấy chính là những cái hệ quả mà các bạn không thể nào giải quyết được trong thế giới của các bạn. Trong khi ở thế giới của chúng tôi, khi chúng tôi theo đuổi lối sống tiết kiệm sẽ có hai biểu hiện sau. Chúng tôi sẽ hạn chế những cái nhu cầu tiêu dùng không cần thiết, bởi vì chúng tôi biết rằng mua một đôi giày không khiến cho tôi trở nên hấp dẫn hơn, mua một đôi giày không khiến cho tôi trở nên thực sự tự tin về bản thân mình hơn, hay mua một đôi giày không khiến cho tôi cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Đấy là lý do tại sao chúng tôi sẽ không mua đôi giày này, chúng tôi sẽ giữ tiền lại. Và cái lối sống tiết kiệm này sẽ khuyến khích mọi người tái sử dụng những cái sản phẩm, những cái tài nguyên sẵn có. Và chúng ta đều biết rằng có một cái văn hóa mua đồ cũ và sử dụng lại những đồ cũ hiện đang rất là hiện hành hiện nay. Chúng tôi làm được hai việc: giảm nhu cầu mua được những đồ mới, tức là chúng tôi đang không ủng hộ các công ty này sản xuất ra quá nhiều những lượng sản phẩm dư thừa và hạn chế rác thải ra môi trường. Rõ ràng chúng tôi đang tạo ít sức ép lên môi trường hơn, và chỉ trong thế giới của chúng tôi mới đảm bảo được một sự phát triển bền vững và một lối sống tốt đẹp cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn.